Hello các bạn đang tự học IELTS trên kênh Learning English Jam và các bạn đang theo dõi chuyên đề tự học IELTS Writing Task 1. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cách phân biệt giữa các loại craft trong Writing Task 1. Và các bạn cứ yên tâm rằng việc đầu tư thời gian trên video series này của các bạn sẽ đạt được hiệu quả, tại vì tất cả những gì mình chia sẻ là những gì mình gặt hái, những gì mình hiểu ra được trong quá trình đạt IELTS Writing 8 chấm. Và những kiến thức này mình đã truyền đạt cho nhiều viên và giúp họ đạt được cái điểm IELTS Writing mà họ mong muốn. Nội dung thứ nhất là tại sao lại chia IELTS Writing Task 1 ra thành những loại như là mình đã phân, đó là Process, Map, Trend và Comparison. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ đi qua từng loại một để học cách phân biệt chúng nó cũng như những đặc điểm chi tiết của chúng nó. Để qua phần thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một số biểu đồ và nhận biết chúng nó như thế nào nhé. Wow, chúng ta hãy cùng vào nội dung thứ nhất, tại sao chúng ta cần phải chia ra thành 4 loại. Nói chung thì để tăng điểm IELTS Writing thôi, tuy nhiên nó riêng ra thì nó hơi nhiều khe một chút. Các bạn cần nhớ như thế này, khi chúng ta đang đối phó với một loại biểu đồ nhất định thì chúng ta thường phải lựa chọn những ngôn ngữ cũng như cách phân tích phù hợp, đúng không nào? Và trong IELTS thì khi chúng ta đề cập tới những dạng biểu đồ mà nó thay đổi, nó có xu hướng thay đổi nhiều, chúng ta sẽ phân tích và dùng những từ ngữ, ngôn ngữ khác, phong khác. Và ngược lại, trong những dạng biểu đồ nói về sự so sánh, chúng ta phải so sánh những thông tin này với thông tin kia, thì chúng ta phải sử dụng những cấu trúc cũng như ngôn ngữ khác. Cho nên đầu tiên là phải phân biệt được nội dung của biểu đồ này nói về comparison hay trend, rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta nên phân biệt. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại phân biệt thành trend comparison? Trong thị trường dạy và học IELTS ngày hôm nay thì thường có những trung tâm, có những giáo viên họ chia ra thành những loại như là bar chart, line chart, pie chart, table, và họ hướng dẫn học sinh cách chia nó như thế nào, cách sử dụng ngôn ngữ như thế nào, cách phân tích nó như thế nào. Họ có những lý do của họ. Tuy nhiên thì mình không hiểu những lý do này, cũng như mình không theo trường phái này. Tại vì như thế này, bây giờ các bạn có một cái ly thủy tinh, một cái ca, một cái ly và một cái tách. Có thứ dùng để uống trà đá, ca trà đá này. Có thứ dùng để uống trà nóng, có thứ dùng để uống nước lã, có thứ dùng để uống rượu. Thường là như vậy. Tuy nhiên có một số trường hợp họ muốn uống rượu trong một cái bát chẳng hạn, họ muốn uống nước lã, nước lọc trong một cốc thủy tinh chẳng hạn. Cho nên việc chúng ta nhìn vào một cốc thủy tinh vẫn nghĩ rằng họ đang uống rượu là hoàn toàn sai. Và trong IELTS cũng như vậy, nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng table thường là comparison và chúng ta chỉ học trò rằng khi mà nhìn vào một cái table cứ hãy nói nó, có thể dùng những ngôn ngữ này, có thể dùng những cách phân tích này. Wow, loại cái table đó được đưa ra với mục đích là nói những cái sự thay đổi, tăng tiến hoặc giảm đều theo thời gian thì sao? Học trò sẽ tiêu hết. Cho nên mình mới phân biệt thành những trend, comparison, process và map. Alright, về đây ý kiến thứ hai, bây giờ làm sao để phân biệt nó? Process, trend, comparison và map. Chúng ta hãy đi từ cái dễ tới cái khó trước nhé. Đầu tiên đó là map. Bây giờ thường dạng map họ cho mình một cái biểu đồ lớn, có những cái tòa nhà, có những cái kế hoạch. Đây gọi là dạng map. Các bạn hãy nhìn lên màn hình. Dạng map cũng có thể xuất hiện ở dạng giống như vậy, nhưng mà có điều họ cho mình hai biểu đồ. Một biểu đồ trong quá khứ, một biểu hiện tại, hoặc hai trong quá khứ. Nói chung là ở hai mốc thời điểm khác nhau. Và chúng ta phải so sánh xem chúng nó có gì thay đổi, và việc thay đổi này nói lên điều gì. Thành phố đã trở nên hiện đại hơn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bla bla bla. Đây là dạng map. Tiếp theo là dạng process. Dạng process là cách thức làm một việc nào đó, cách thức sản xuất một thứ gì đó. Thường nó có thể xuất hiện ở dạng là flowcharts, có những cái mũi tên như thế này, hoặc là pictures gồm những cái bức tranh nhỏ 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 nhỏ, hoặc là diagram, một bức tranh lớn khó phải phân biệt đâu là step đầu tiên như thế này, hoặc cũng có thể là một cái cycle, cái life cycle, một cái vòng đời. Là dạng process. Bây giờ chúng ta vào phần hơi khó, đó là phần trend và comparison. Sở dĩ nó khó là vì nó dễ lẫn lộn thôi chứ không có gì hết. Như thế này nhé, đây là một cái bar chart, đây cũng là một cái bar chart. Tuy nhiên thì đây là trend và đây là comparison. Đây là table, đây cũng là table. Tuy nhiên đây là trend và đây là comparison. Tại sao là như vậy? Tất cả là nhờ vào nội dung. Khi các bạn nhìn vào bất kỳ một dạng craft nào, có thể là bar, light, pie hoặc là table, nhưng nó có nhiều mốc thời gian, những đối tượng ít, khoảng từ 2 tới 3, thậm chí 4, nhưng có nhiều mốc thời gian và nó diễn tả sự thay đổi lên hoặc xuống như thế nào. Đây đích thì là trend. Và khi mà chúng ta đề cập tới trend, khi chúng ta xử lý trend thì chúng ta phải có những động từ, những cấu trúc nói về sự thay đổi theo thời gian như thế nào. Đó là về trend. Và ngược lại, nói về comparison, khi chúng ta nhìn vào một craft, có thể là pie, có thể là bar, có thể là line, có thể là table, mà chúng ta thấy có quá nhiều đối tượng nhưng lại rất ít mốc thời gian, 1, 2 hoặc thậm chí là 3, rất nhiều đối tượng, ít mốc thời gian, thì đây chắc chắn là so sánh.
Chúng ta phải so sánh những thứ này với nhau bằng những cấu trúc so sánh, chứ nó không thay đổi theo thời gian. Chúng ta thử nhìn vào cái bar chart này nhé. Cái bar chart này chỉ có một mốc thời gian thôi, tuy nhiên nó lại có những đối tượng khác nhau. Việc chúng ta cần làm đó là so sánh về số liệu của những đối tượng này với nhau. Chúng ta không thể nói rằng từ năm nay đến năm nay nó suy giảm, bởi vì thực chất nó là một đối tượng khác chứ không phải là cùng một đối tượng nữa, và không phải là mốc thời gian cho nên không thể nào giảm và tăng được nữa. Và đây là một cái bar chart. Tuy nhiên chúng ta phải nói nó tăng giảm như thế nào, chứ chúng ta không nên so sánh, bởi vì đây nói về thời gian và đây là cùng một đối tượng, so sánh cùng một đối tượng. Well, chúng ta có thể so sánh bằng cách tăng giảm, đúng không nào? Và đây là trend comparison process và map. Từng cái sẽ có những strategy, có những cái chiến lược để chúng ta tấn công. Những chiến lược này bao gồm những cấu trúc, những cách phân tích từ nối, từ vựng. Ngày hôm nay thì các bạn chỉ cần nhớ hai nội dung chính, đó là tại sao chúng ta nên chia ra thành từng loại và tại sao chúng ta lại chia ra thành bốn loại là. Và nội dung thứ hai đó là làm sao để phân biệt chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi kỹ hơn nội dung thứ hai bằng cách sang nội dung thứ ba, đó là mình sẽ đưa cho các bạn một số những cái graph và các bạn sẽ tự phân biệt nhé. Đây là graph đầu tiên, chúng ta cùng đoán xem nó là trend, process, map, comparison hay là cái gì. Đây chính là map, bởi vì ở đây nói cùng một địa điểm nhưng lại trong hai mốc thời gian khác nhau. Đây đích thị là map. Chúng ta cùng xem qua biểu đồ thứ hai. Đây là process, bởi vì nó hướng dẫn cách thức chúng ta tái chế những cái lon nhôm khác nhau. Cùng qua biểu đồ thứ ba nhé. Trong biểu đồ thứ ba này thì chúng ta thấy dân số của ba nước thay đổi theo từng mốc thời gian, từ quá khứ tới hiện tại và vượt qua mốc tương lai. Đây chính là trend, bởi vì nó chỉ có ba đối tượng và có rất nhiều mốc thời gian thay đổi tăng giảm theo thời gian. Đây chính là trend. Chúng ta cùng xem qua biểu đồ tiếp theo. Biểu đồ này nói về số liệu giữa việc dùng điện thoại bàn và điện thoại di động ở hai mốc thời điểm khác nhau. Tuy nhiên nó lại so sánh giữa rất nhiều đối tượng, cho nên việc chúng ta cần làm là so sánh giữa những đối tượng với nhau, chứ chúng ta không nói nó tăng giảm như thế nào, bởi vì nó không cùng một đối tượng. Chúng ta không thể nói đất nước này nó giảm xuống thành đất nước này, vô nghĩa đúng không nào? Cùng tiếp tục nhé. Vâng, và cái tiếp theo chính là trend, nói về sự thay đổi theo thời gian. Tiếp tục nào. Đây chính là table, nói về sự so sánh. Tiếp tục nhé. Đây là process, nói về cách thức thực hiện, cách thức pha trà đấy. Và cuối cùng, thêm một cái nữa nha. Đây chính là map, cùng một địa điểm nhưng ba mốc thời gian khác nhau. Trong description thì mình có để một số cái link. Đây là những cái biểu đồ khác nhau, thì các bạn xem thử, down nó về và phân biệt nó nhé. Và cách thức phân tích như thế nào, từ vựng cấu trúc ra sao thì mình sẽ đưa tới ở những một số clip khác nhau. Và cái dạng AL Writing Task 1 đầu tiên mà mình sẽ đề cập, hướng dẫn các bạn làm, đó là dạng trend. Các bạn hãy cùng theo dõi vào những video sau nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like, subscribe và để lại những câu hỏi mà các bạn muốn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.